Rồi hai cha con nhậu quá ta. Sơn Hùng phụ ba dọn cái tủ lạnh nè. Đóng tiếc quá trời luôn. Nguyên mãi nha. Ba đổ hết lớn rồi. Quá trời đóng tiếc cục cục luôn. Nãy là nguyên một cái cục to luôn á mà tại con với ba đặt ra. Ừ. Sơn Hùng còn rủ Sơn Hà ra dọc nữa chứ bị ba la. Rồi Sơn Hà ngồi đây nè. Uống sữa. Ăn kẹo. Bây giờ anh phải dọn tủ đang chuẩn bị làm lập xưởng tiếp. Dạ. Yeah. Sắp hết lập xưởng rồi. Rồi làm mắm nữa anh. Đúng rồi ha. Dạ. Yeah. Chắc ngày mốt rồi mắm. Ngày mai anh đi thành phố ngày mốt. Mắm đợt này cũng không có nhiều em. Dạ. Yeah. Có một mình bán ở trên tôi chú. Mùa thường thì mùa này tới người chết mắm hết. Rồi có nhiêu. Có nhiêu mình bán bao nhiêu đi. Ừ. Sơn Hà, cũng đã không? Anh hai, anh hai nói sao lưng anh hai. Kéo này à. Thích không anh hai? Đã không? Không. Anh hai thích không? Ê chết. Đứng đàng hoàng con. Sơn Hùng, Sơn Hà. Con đừng có bóc nó cá trực tiếp nhiều quá. Phòng tay nó lạnh, phòng tay. Nó lạnh phòng tay đó. Đúng, nó cũng phòng mà lạnh cũng phòng. Mình cầm cái này nè. Đừng có làm mạnh tay quá hư của bà nội. Bà nội đà chết. Lấy ngón tay mình đẩy nhẹ 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 nè. Tách ra. Sơn Hùng phụ ba Sơn à. Bữa nay mình ăn khô ế trong tủ lạnh. Hồi trước anh có đem về mà mỗi lần cái mình quên á. Nằm lại trong đây rất là nhiều. Nó một giỏ rồi đây. Dạ. Nè tôm tích rồi khô tích. Khô lục. Khô khô cá lóc. Nằm khô khô gì tôm khô với ngon quá chừng ngon một giỏ luôn. Mà chưa có ăn tới. Ờ dính ra con hả? Rồi. Ăn kẹo. Em không? Bye bye cô chú đi nè Sơn Hà. Bye bye, bye bye cô chú đi mày gửi cho. Ăn kem không? Ba cho cái kem nè. Dính ăn kẹo dính răng rồi. Rồi để ba bưng vào đổ cái thau này nè. Rồi Sơn Hà bye bye cô chú nha. Bye bye cô chú luôn Sơn Hà. Sơn Hùng bye bye cô chú đi.